Phổ màu thâm ân vô lượng kiếp, quân thần nghiệp trong hậu thiên niên, vẫn phải bị trăm điều đau lại muôn chuyện ngọt ngon. Ngày cuộc đời mà chẳng chưa nổi hao mòn, xem cảnh thế luôn xót xa niềm chích minh. Đời này như thế người kia cũng thế, làm sao mà tránh khỏi việc lầm than. Sống tranh đua khi chết cũng xương tàn, cho nên mượn đuốc quệ đánh tan mùi độc lùi. Buồn với mượn đuốc bứ tay để tu hành tâm đạo giữa nào nào trần thế có sang, sắp đều đau khổ nghèo nàn. Hỡi ai hàng trong điều lao lý quá dài gian nan. Một tay ta quốc an ban, nước nhà dân đặt hơn đàn hiền vinh. Dắt chiều trần thế ở mặt tình nghe không, kêu thằng hay gọi là ông cũng không có muốn ai hồng tôn ti. Nam mô A Di Đà Phật.